Đấy. Ở đây gần 1.200 đến 1.300 cái bóng đèn nha. Thật sự đây là một cái điểm trừ cho quán nữa. Quán để lẩu nhưng mà trong menu không có để lẩu. Có cá hồi, cá tầm, lợn bản, gà, nai, bò và lẩu các loại. Lẩu gà tiềm atiso, lẩu gà nấm. Ok, đây là món cá hồi sốt chiên phô mai nha. Với cái thời tiết lạnh của Đà Lạt á, thì nếu mọi người không ăn liền thì cái phô mai nó dễ đặc lắm, nó không còn cháy sợi nữa. Cá hồi này á, mình thấy là người ta đã áp chảo rồi. Cái da cá bên ngoài sẽ giòn giòn, chiên rất là vàng đẹp luôn á mọi người. Cái chua chua ngọt ngọt, cái ăn là dính, ăn là ăn hoài. Đấy, cho thêm một miếng bia vô nha, để cho nó thơm. Đây nha mọi người, một cái phần gọi là gà đập lu thì nó sẽ bao gồm một cái con gà, một cái dĩa salad và một cái phần xôi. Mà con gà quá đẹp, nó vàng óng ánh luôn á. Ở dưới đây người ta cho rất là nhiều lá để làm cho cái miếng gà này nó thơm hơn. Còn bên dưới luôn thì sẽ là cái lớp đá cuội làm giữ cái nhiệt cho con gà nó không bị nguội. Rồi, chấm một miếng muối đỏ, rất ngay. Rất gà giòn, bên trong vẫn chín nha, vẫn mềm nha, vẫn nóng, vẫn ngọt nha. Nhưng mà cái da giòn nha. Nếu ăn cái này ngán thì mọi người hãy ăn cùng với salad nha. Salad Đà Lạt thì tươi mát không cần phải bàn trải nữa rồi. Những món cơm sẽ phù hợp với người lớn hoặc là những bạn nào thích ăn healthy xíu. Bởi vì ở đây bán cơm là cơm thật dưỡng. Tại vì mỗi cái cơm sẽ có một cái công dụng khác nhau. Để ăn cùng với cơm thì mình có gọi cái canh cải thảo thịt bằm. Cái phần này là 85.000. Tiếp theo sẽ là cái phần tâm lim 100.000. Thịt ba chỉ kho 95.000. Đây là cái màu hoa đậu biếc nè, sẽ giúp gọi là giảm mỡ trong máu cho những người nào mà khó ngủ thì khi ăn này vô sẽ dễ ngủ. Thì cái nào đẹp hơn nhưng mà cái vị thì cũng y chang cái cơm bình thường, không khác gì lắm. Mà hồng trà này sẽ giúp cho cơ thể của bạn là giữ ấm. Ở trên Đà Lạt mà giữ ấm cơ thể là chuẩn bài rồi. Còn đây là cái màu lá cẩm nè mọi người, thường là giảm cholesterol và giảm viêm phế quản. Mới công nhận nha, ăn ba chỉ mọi người mà vừa có nạc vừa có mỡ, ăn nó đỡ ngán lắm luôn. Ăn mặn ngọt ngọt vừa phải. Mình thấy quán đựng cái là mấy món cá hồi người ta biến tấu rất là hay nha. Cá hồi sốt trên dây rồi cá hồi bây giờ chiên hạnh nhân, còn rất là nhiều món khác nha. Như mình kêu hai món đặc trưng thôi, hạnh nhân bên ngoài bao phủ hết luôn, chấm cùng với tương ớt và sốt mayonnaise. Món cuối cùng là lẩu cá hồi. Phần cá hồi thì sẽ bao gồm đầu cá hồi nè, mình cá hồi thì người ta cắt ra hết, đuôi cá hồi ra thì bao gồm bắp chuối nè, cần ô, cà chua. Cái điểm trừ của quán này nha, cho cái dĩa nước mắm ớt nó là một cái dĩa luôn. Cái miếng cá này thôi là bự bằng cái chén rồi. Thì một cái phần lẩu thì sẽ bao gồm hai gói mì nha mọi người. Rồi cá hồi chấm nước mắm ớt là tao nói đúng bài thật sự. Đầu cá hồi là bá cháy rồi. Nước lẩu chua chua ngọt, trong nước lẩu có cái mùi lá cần tây ấy, cho nên cái mùi thơm rất là đặc trưng. Thời tiết lạnh lạnh của Đà Lạt như này ăn cái nồi lẩu mà nước súp nó cay cay thì quá hợp lý nha. Ở đây gần 1.200 đến 1.300 cái bóng đèn nha, sáng nhất cái khu Đà Lạt này. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa nhưng mà quán vẫn bắt đèn, tạo cảm giác rất là ấm cúng. Cái không gian bên dưới ấy, nó khá là đơn giản thôi, sẽ là mấy cái bàn chủ yếu là cho gia đình, cho bạn bè. Hiện tại buổi trưa như mình thấy ở trên rất là đông rồi. Điểm trừ là sẽ không có view đồi núi hoặc là cây thông như là điểm cộng nó ở trung tâm Đà Lạt. Chạy ở đây có xíu là tới à.